chăm tốc cần 100 tốc cần khoảng 220 đô nha các bạn. Đầu tiên clip phần link mô tả, các bạn đăng ký email Bookwork sẽ nhận Bookwork. Bookwork thì từ 8 đến 20 ký tự, có số và chữ dưới qua các bạn. Rồi các bạn bấm vào máy giới thiệu thì các bạn để y, rồi bấm vào tôi đồng ý. Rồi các bạn bấm nút sign up. Rồi sau khi các bạn bấm nút sign up, các bạn chờ một chút nha, nó cái nó lót lên có cái hình ấy, rồi mình vô mình verify nha các bạn. Các bạn chờ chút nha các bạn. Rồi các bạn mới nhấp vào một màu trắng này nha các bạn. Rồi bạn lướt cấp trai, các bạn lướt qua nha các bạn, lướt qua cho bằng các bạn. Rồi sau khi nó lướt qua bằng rồi, các bạn vào mail mà confirm mail các bạn. Các bạn vào hộp thư chính, không có thì vào hộp thư spam. Các bạn lục nha các bạn. Các bạn chờ chút nha. Sao lâu cái mail quá ta. Rồi các bạn nó gửi về một cái email, nếu mà nó không gửi các bạn nhập captcha làm tiếp tục nhỉ các bạn. Nó không nổi. Rồi copy cái đường link copy này nè, copy lại nha các bạn. 188 các bạn sao chép lại nha các bạn. 188852. Rồi các bạn qua đây nè, các bạn bắt vào các bạn. Đăng nhập thành công, các bạn click vào ba dấu gạch này, các bạn bấm vào media account các bạn. Các bạn KYC mới được nó mới trả token vậy các bạn. Các bạn bấm vào account đó. Mình hướng dẫn các bạn KYC luôn các bạn. Rồi, đầu tiên các bạn bấm vào các bạn vào mà cài bảo mật Google thi vô nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào cái nút, các bạn lấy link ghép mà chia sẻ, nhấp vào đây lấy link ghép chia sẻ bài bè mà hướng dẫn bạn verify nha các bạn. Các bạn bấm vào ID Verification dòng thứ hai password nha các bạn. Có ba hình thức là các bạn chọn bot bo và id giấy chứng minh nhân dân. Rồi mình chọn bot bo các bạn. Rồi các bạn ghi số id của mình vô các bạn, số id giấy chứng minh nhân dân mình ghi đại đi, ghi bừa đi. 3 4 5 2 4 6 7 8 9. Rồi anh em các bạn ghi họ như tên của mình vô các bạn, mình ghi bừa luôn đi. Rồi các bạn bấm nét nha các bạn. Rồi các bạn up lên một giấy chứng minh nhân dân, nếu mà các bạn KYC bằng lái xe thì hoặc bắt bo này nọ, các bạn ghi lên đây là ảnh chứng minh nhân dân mặt trước, giấy chứng minh nhân dân mặt sau các bạn. Và các bạn cầm lên một cái dòng chữ dưới một cái tờ giấy nó có ghi chữ như vậy nè các bạn, mình đã cầm mấy gian mẫu nha các bạn, mình đã thử test cho các bạn nè, là mình KYC thành công trên mấy tất cả các sàn luôn các bạn, kinh nghiệm của mình. Các bạn cố gắng chơi trò này các bạn, trò này đây các bạn. À, các bạn ghi chữ bit.me rồi họ và tên các bạn, rồi các bạn ghi chữ chữ ký của mình, rồi ghi ngày tháng năm các bạn up lên các bạn. Vậy video của mình